ngon quá. Nhưng mà không được, mình có thể ăn dưa leo thôi, cái này để cho con ăn. Mình phải giảm cân mới được. Con Kim nha Hân à, gan ăn chả cá cho con. Ngon quá, mẹ cũng ăn giúp tụi con nè mẹ. Thôi, mẹ không ăn đâu. À, rồi mẹ không ăn đâu. Mẹ ăn dưa leo được rồi. Thôi, mẹ nói mẹ không có ăn đâu. Mẹ không có ăn. Mẹ nói thôi, mẹ không có ăn mà. Mẹ nói mẹ giảm cân rồi. Mẹ ăn dưa leo được rồi. Mẹ không ăn. Hai đứa con lấy chiếc xương cà chứ đâu có ép mẹ ăn đâu. Hai đứa con lấy chiếc xương cà, mẹ ăn dưa leo đi. Trời ơi. Rồi con hai đứa thương mẹ dữ lắm, chết thấy mẹ ăn dưa leo tội nghiệp mẹ. Mời đẹp. Mời đẹp. Từ cái gì á, mẹ đừng gửi hai ngàn nha. Con đã có máy hút bụi rồi. Ủa, ông ba mới mua máy hút bụi cho mẹ hả? Dữ dữ rồi, mơ mốt mẹ khỏi quét nhà, khỏi lau nhà luôn. Yeah, phải không? Em hút máy hút bụi đó là của con. Còn để con đem ra cho mẹ xem. Đâu, con lấy cái máy hút bụi của con cho mẹ coi coi. Mẹ cũng tò mò quá à. Cái con nói cái máy hút bụi là cái đó nè hả? Cái đó là cái bàn phím của ông ba đó. Một tí ông về mà ông thấy con kéo cái bàn phím của ổng hư của ổng là ổng quýnh con đít về trái dừa khô đó. Oh my god. Thấy có một đứa bé đang ngồi một mình, hình như là lạc mẹ rồi nha các bạn. Để mình lại mình coi thử coi có giúp đỡ gì được cho bé không nha. Con ơi, con bị lạc phải không? Có cần cô giúp gì không con? Con nhớ số điện thoại của ba mẹ không? Có ba mẹ con ở đây không? Con nhớ là mẹ nhớ điện thoại và đúng bài giáo 243224. À, con đọc lớn lớn lên cho cô nào. Không, đúng bài giáo 243224. Rồi, ba của con tên gì? Mẹ con tên gì? Mẹ con tên Nhật Úc, ba con tên Nhật Mỹ. Con bị lạc lâu chưa? Rồi, chịu giờ con có ăn uống gì không? Vậy con đi theo cô được không? Để cô gọi cho ba mẹ rồi cô dẫn con về nhà. Chịu không? Con tên là gì nè? Gia Hân. Tên gì? Gia Hân. Con tên là Gia Hân phải không? Rồi rồi, để cô gọi cho ba mẹ con đón con liền. Bây giờ mẹ cho hai chị em thi nhau đọc chú cốt nha. Đọc được nhiều thì sẽ được thưởng nha. Rồi bắt đầu đi. Rõ ở đây nha con. Gia Hân với Hoàng Kim cùng có lên nha. Gia Hân nghe 1 2 3 4 5 6 7 8 quả trứng của Hoàng Kim, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quả của Hoàng Kim. Lột dơ nghe, đây nè Hoàng Kim lột không có sạch bằng chè của em Gia Hân nghe. Chính vì vậy là hai bạn quà nhau. Yeah, bây giờ mẹ sẽ thử cho hai chị em nghe. Phần thưởng của hai chị em mời đẹp, mời đẹp.